quên đi cuộc đời dối trá, lòng người vội vã, tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta xây mơ bay dưới giữa đất trời này, cảm giác rất là vô mốt mọi người à, vô mốt lắm, chỉ có thiếu một cái hộp vô mốt nữa là đúng bài luôn, đúng bài ở giữa đường luôn. Thật ra cái chuyến mà tu bụi lần này được đắm mình dưới thiên nhiên, có nước của thiên nhiên này và xung quanh đồi núi thênh thang như vậy, những cái năng lượng để làm cho thân tâm mình nó thật sự nó thoải mái, giúp được khi mà trở về phố thị sẽ giúp cho Kim Lai có một cái năng lượng, một cái năng lượng tốt. Thì từ cái năng lượng tốt đó thì Kim Lai mới làm chuông và dạy những bạn học viên nó tốt hơn. Có những lần mà dạy học viên liên tục như vậy thì Kim Lai cũng sẽ mất cái năng lượng. Thì mỗi lần mà dạy mà mình bên trong Kim Lai mà cảm thấy mất năng lượng như vậy thì Kim Lai sẽ stop lại mọi thứ. Khi mà stop lại mọi thứ như vậy thì Kim Lai sẽ tắt hết mọi, cắt đứt hết mọi liên lạc, cả lẫn mạng xã hội và điện thoại, để đây đi tìm một cái nơi thiên nhiên nào đó để nạp năng lượng, lấy nguồn cảm hứng, sau đó trở về nơi phố thị để chia sẻ cảm hứng về chuông xoay với mọi người, để có những cái nhìn nhận trong chuông xoay nó thực tế một cách hiệu quả. Mong mọi người khi mà xem được video này, Lai đang ở giữa chốn thiên nhiên, nơi của vùng Tây Bắc Thảo Nguyên Xanh, cũng là cái mùa khô, thì ở nơi đây là một cái cánh đồng cỏ rất là bao la, rất là đồng đẹp. Thì mỗi năm Kim Lai có về đây trải nghiệm ít nhất là 1 đến 2 lần. Vừa rồi thì vào Thảo Nguyên Xanh, lúc đó nơi đây toàn là cỏ xanh tươi và ngựa rất là nhiều để hòa mình với thiên nhiên. Thì đợt này Kim Lai về đây thì cũng ngay dịp mùa nước nổi này, và được đắm chìm trong tứ cảnh của thiên nhiên. Một người mẹ, một người mẹ thiên nhiên rất là hùng vĩ, và Lai cảm nhận được tất cả dường như mọi thứ được người mẹ chở che bao trùm lấy thân thể của Lai vậy. Và thật là sự là vô cùng ấm áp. Cảm ơn đất trời giữa thiên nhiên này.